xin chào mọi người, quay lại với Vua Hen. Thì hôm nay shop Vua Hen mình sẽ thi đao em lo JBL bạc tóc bạc boombox 3 nha cả nhà. Thì đây là cái chiếc lo boombox 3 mà mình sẽ thi đao đầu tiên ở Việt Nam. Thì trước khi thi đao thì mình sẽ bắt đầu khui ở phía hai bên hông này trước nha. Hai bên hông. Đó, hai bên cái màn shop này trước nha các bạn, khui hai bên. Rồi ok, tiến hành khui nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tháo thử mặt đáy ra trước nha cả nhà. Cái lo này thì nghe đâu tháo cũng khá là khó đấy nha. Thì mình sẽ cạy ra y như con chặt 5 hoặc là con Extreme thôi nha cả nhà. Ok. Tháo cái mặt phía sau trước nha cả nhà. Tháo cái cover phía sau trước nè, lên như thế này. Rồi, đây là cái phần đáy ở phía trước. Thấy là chúng ta sẽ có 1 2 3 4 con ốc này, mình sẽ tháo ra trước nha. 4 con ốc ngàm giữ nha ở mặt trước. Rồi. Đây là những cái con ốc đầu tiên mình tháo ra. Nếu như vậy mình phải tháo cái này ra thì mới lấy được cái cover này ra nha cả nhà. Mình nghiên cứu rồi. Thì cái cover này tháo ra khá là khó. Nó sử dụng ngà. Thì theo mình đoán hình dung á, là bắt buộc phải tháo hai cái miếng này ra. Nhưng mà bây giờ cái miếng này tháo mỗi lần mình làm cái bung bốc hoặc là những cái con bung bốc 1, bung bốc 2 và ngay bây giờ là bung bốc 3 thì tháo cái bên hông này rất là khó. Nó cái ngàm nó xoay, nó không có cái thế để mình làm á các bạn. Thế mình thử thôi nha. Ok. Ok. Ok được nha cả nhà. Đây. Mình phải dùng tới cái này ha. Ngược chiều kim đồng hồ mình nắm như thế này. Sau đó mọi người xoay qua là được nha. Ok, đợt này thì cái thế nó làm nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Rồi. Khui con này rất là tốn công nhiều nha cả nhà. Tiếp theo là chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 con ốc. Mình sẽ vặn hết tất cả ha các bạn. Ok. Thì mình sẽ mở hết mớ ốc này ra. Thì con này sử dụng ốc nó cũng không phải là quá to nha. Cũng cỡ nhỏ à. Đây, ốc cũng bé tí thôi. Không phải là quá to. Dưới đây chúng ta sẽ có hai con ốc để nó giữ vô cái khung này. Theo mình nghĩ mình sẽ bung ra như thế này ha. Thì trước tiên phải tháo hai con ốc này ra. Có hai con ốc to. Khá là nặng. Ok, đây là hai con ốc
mà để cố định vô cái phần phía cái chân, cái tay cầm nha các bạn, chân tay cầm. Rồi tiếp theo là mình phải tháo một dạng ốc như thế này nữa tiếp tục. Bạn mà mỏi tay luôn các bạn. Hôm nay cái máy mà bắn tua vít của mình, cái máy tự động siêu mi đi công tác rồi, thường ngồi phải bằng tay ha. Đó, mình muốn ra rồi đó. Ok, đây là cái tay cầm đó, JBL Boombox 3 rất là phơi luôn nha cả nhà. Kim loại đúc nguyên một khối luôn nè. Anh em phải thấy ha, nguyên cỡ kim loại ha. Khá là nặng và chắc, rất là mát. Và xác định lần nữa, đây là kim loại, không phải là nhựa, mà là kim loại nguyên một khối, rất là đã luôn. Rồi tiếp theo ngồi sẽ xuống xí. Khá là nhiều đồ nha cả nhà. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lập cái hai cái chụp hai bên đó, vuốt ra. Lần này thì có kinh nghiệm khui hơn nên là không có bị thương gì nhiều ha. Ok, đây là cái cover phía bên ngoài của con Boombox 3. Hiện nay có thấy là cái phần logo ở bên trong nó làm rất là tỉ mỉ. Những cái mép như thế này nó dán nè, những cái mép như thế này dán rất là ok, nó không có bị gọi là nhem nhỏ ha. Rồi ok, tiếp theo là về phần cái lo, chắc rất là nhiều người mong đợi. Đây, phần phía bên trong của con JBL Boombox 3 đó, anh em mới thấy là củ là hai củ loa jack và một cái củ loa bự ở phía giữa, thì đón y như hình nền là con chạc 5 flip 6 sao, thì con này nó cũng tương tự mà thêm củ loa jack thôi đó. Và anh em để ý nha, nó ở dưới nó sẽ có thêm hai cái củ loa toàn giải nữa, tức có nghĩa là cái chiếc loa Boombox 3 này nó tới tổng cộng là 5 loa, hai loa jack phía trên và dưới hai cái loa jack này chúng ta sẽ có thêm là cái củ loa toàn giải. Đã thấy ha, đó, xích gần vô thấy không, đó, để cho mọi người cùng thấy ha. Và cũng không hiểu phía sau giữa lại tay chất keo như thế này ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục khui để xem cái cục pin của con Boombox 3 này như thế nào nha. Đập đã rồi các bạn đó, coi nè đó, mình bóp vô nhúng nhúng nè, thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi là tháo gì tiếp ha. Mình sẽ tháo ở phần đáy ra. Thì họ sử dụng ốc là hơn một cái là gần như là tương đồng với nhau, là có một size ốc thôi. Có những vị trí mà nó bự hơn, cần lực nhiều hơn thì họ sử dụng cái size ốc nó sẽ to hơn. Còn lại hầu như là mình thấy size ốc đều như nhau hết, thì nó cũng khá là tốt trong cái quá trình mà chúng ta tháo dỡ và ráp lại ha. Có nhiều hãng thì nó làm một cái loa mà có khi 5 đến 6 loại ốc, có nhiều hãng làm thì chỉ có đúng một loại ốc, hoặc có nhiều hãng làm không có loại ốc nào luôn đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ tháo cái nắp pin ra nha. Wow, cái cục pin của con Boombox 3 khá là to nha cả nhà. Đây, mình tắt cái
Đây là cái viên pin Boombox 3 ha. Wow. Con này ít nhất phải là 1, 2, 3, 4, 8 cell. Ít nhất phải là 8 cell nha. Đây phải 8 cell. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo hai cái cụm hai bên theo module y chang con Extreme 3. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo tiếp hai cụm module hai bên. Để chi? Để mình xem thử coi bên trong nó như thế nào. Tiếp tục. Ốc bên đây thì nó khá là to và cứng ha. Đây ha. Rồi. 4 con. Nó sẽ có một cái keo này mình sẽ tháo ra ha. Em lưu ý nha. Rất là kỹ. Họ còn làm một cái keo chỉ viền này nữa nè. Để khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta nó không có bị, nói chung là khả năng kháng nước và của nó sẽ tốt hơn. Đây. Mình sẽ dán đỡ lên đây ha. Chút mình sẽ dán lại. Và lo này khi mà khui xong thì bên mình không có bán nha cả nhà. Đây, chúng ta sẽ còn một con ốc ngay chỗ này, ngay vị trí này nha mọi người, lưu ý nha. Ui, có vẻ phải tháo cái củ lò trap rồi. Lò này hèn chi mình nghe cái dãy mid, dãy trap nó rất là tốt hơn so với Boombox 2. Còn dãy bass này nọ thì nó cũng bình thường thôi, cũng xem thôi, không có hơn nhiều. Thì ra là họ tăng cường thêm hai củ loa trap và hai củ loa thằng giải. Nên là cái dãy mid trap của loa này tốt hơn hẳn luôn á. Nghe thử tháo ra hết nha anh em. À, chuyện là như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ vặn. Rồi, thì ở trước mắt là mình sẽ khui ra được trước là cái củ loa trap của em loa JBL Boombox 3. Thì ở phía sau họ có ghi là 4 ohm nha anh em, 4 ohm. Rồi, cái này mình sẽ để riêng qua một bên. Tiếp theo là về củ loa. Đây. Thì anh em có thể thấy là lo Boombox 3 họ làm rất là kỹ, nên là cái việc mà chất lượng của JBL nó càng ngày càng được nâng cao. Thì ở đây mọi người thấy là chúng ta sẽ có một cái ron cao su giống như bao đời trước, và ở phía bên trong thì với cái củ lo tàn giải để tránh nó bị rung động cũng như là bị ảnh hưởng bão hòa bởi lo bass và lo trap, thì họ có làm riêng một cái khu là chơi thẳng luôn như thế này ha, là có cái ống riêng luôn, có cái ống riêng cho cái củ loa Boombox 3 ha, toàn giải phía bên đây. Rồi mình sẽ để cái này qua một bên ha. Đó. Rồi mình sẽ nằm
Rồi, ok. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ tháo cái jack pin ra. Đây. Và đây là cái cục pin của con JBL Boombox 3. Zoom kỹ vô giùm anh cái góc bên đây, mình sẽ xem qua góc bên đây nha. Thấy không? Thấy kỹ thông số không? Rồi. Ok. Thì viên pin này của chúng ta sẽ là 8.4V và dung lượng của nó là 9060mAh 8 cell, là tất nhiên là phải bỏ 4 đi, là 4 mà nhân cho 3.500 là 7 × 7, 14.000. Rồi, con này nếu như mà thay cái cell giống tương tự như thế này, không độ chế cháo, thì maximum mình có thể làm lên được 14.000. Còn nếu như mà pin bự hơn, cái nắp pin nó sẽ bự hơn một tí xíu, là pin 2650 á, thì nó sẽ lên đến là được 20.000. Ok các bạn nha. Ok, rồi. Đây là cái viên pin của con Boombox 3. Rồi, tiếp theo là mình sẽ tiếp theo là bây giờ mình sẽ khui tiếp cái phần cái củ loa bự này, subwoofer, rồi coi nó như thế nào nha. Ok. Con này bị lo bự quá trời bự luôn ha anh em. Mình sẽ có 6 cái con, tổng cộng là 8 con ốc vị trí khác nhau và sai ốc cũng khác nhau luôn. Rồi, dính vô cái trường hợp là lo này nó sẽ có rất là nhiều cái nhiều vị trí ốc gắn khác nhau nên là khá là khó trong cái quá trình mình làm đi. Phải gắn vô từng cái để mình đỡ quên ha. Ok. Giờ sẽ tiếp tục khui cái này ra ha. 8 con chứ nhiêu. Boombox 3 đã tăng cường thêm hai cái củ loa tàn giải, nên cái việc mà cái chiếc loa này nó mang lại cho các bạn cái sự trải nghiệm về âm thanh nó sẽ tốt hơn ha. Độ chi tiết sẽ hoàn hảo, tốt hơn nhiều. Còn về công suất thì mình có test thử rồi thì nó cũng không quá nổi bật, hơn phải là một trời một vực với lại con Boombox 2. Có nhiều bạn bảo là con này công suất tới 180W, có nhiều bạn bảo mình là sao không ghi công suất, thì thật sự là các bạn cũng thông cảm, tại mình cũng không có confirm được chính xác là bao nhiêu nên là mình không có dám ghi. Rồi ghi 180W thì các bạn lại hiểu nhầm, ủa sao con này nhỏ xíu mà 180. Có thể là hãng đã tích hợp chung cái cục adapter, công suất nguồn, công suất loa, tất cả mọi thứ chung thành một cái công suất, thì nhiều khi các bạn có thể nhầm lẫn đó. Rồi, giờ mình sẽ khui ra ha. Củ loa này coi bộ nặng phết á. Nặng không các bạn ơi? Wow, rất là nặng. Cái loa này nặng là mình thấy là cái củ loa này nặng nhất luôn nè. Là họ làm cái củ loa chặt 5 phóng to lên. Phải thấy ha. Đây. Đó. Và cái này họ ghi là bao nhiêu ohm đây. Không thấy ghi bao nhiêu ohm. Wow. Rồi, củ loa. Đó, rất là to. Mình sẽ để phía bên đây. Cho các bạn coi. Rồi. Tiếp theo là phần phía bên đây, thì cái củ loa và cái jack thì nó cũng y tương tự thôi, mình xin phép là không được khui. Mình sẽ coi cái phần mainboard cho các bạn xem cụ thể hơn về cái phần mainboard và cái cục adapter nguồn ha, của cái cuộn nguồn bên này. Rồi, thì ngày xưa adapter nguồn này nó sẽ nằm ở phía ngoài, bây giờ nó tinh chỉnh vào bên trong luôn, nên là dẫn đến là cái khối lượng và cái củ loa này cũng bự hơn, nó sẽ nặng hơn, bass qua nó chắc hơn nữa. Rồi, cái lo cái cục nguồn này nó sẽ nằm ở phía trên và cục pin sẽ nằm phía đáy. Đây, các bạn thấy xem đây. Đó, nó sẽ như thế này nè, nó sẽ nằm ở phía bên trên. Ồ, nguồn á là họ sẽ đưa lên phía bên trên gần cái phím khiển luôn, nằm phía đây. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục khui ra cái phần nguồn nha. Ok, thì bây giờ mình đã tháo được xong hết tất cả hai bên ra, thì bây giờ nó chỉ còn một cái thân module ở phía giữa như thế này. Việc tiếp theo của mình là mình sẽ tháo cái phần nguồn ra để chúng ta xem thử coi là cái nguồn của nó như thế nào nha. Nguồn của chiếc lo này coi bộ là cũng khá là to đó.
Đây là cái sự thay đổi mới nhất của con JBL Boombox 3. Thì hồi nãy giờ mình khui ra mình thấy hơi bị nhiều ốc nha cả nhà. Thì cái lo này được dính vào trong cái loại là khá là nhiều ốc. Mình khi mà mình ráp lại nó cũng hơi chua lắm đó các bạn ha. Phải nói hơi chua luôn đó chứ không phải là kia đâu. Rồi, mình tháo được cái nắp chụp bên đây. Thì mình sẽ tháo thêm một cái nắp chụp bên đây nữa, tháo cái jack pin ra. Rồi, thì cái loa Boombox 3 này thì có rất là nhiều người hỏi là khi nào bán, thì thật sự là bên hãng ở Việt Nam mình chưa có một cái động thái nào về cái tin mà sẽ bán con này. Nhưng mà hàng demo của Boombox 3 là đại lý đã của hãng là đã có rồi. Thì mình nghĩ là không xa nữa là cũng sẽ về thôi. Còn dự kiến giá bán thì các bạn cứ tính theo giá đô đi. 500 đô thì Việt Nam mình bán sẽ rơi khoảng tầm 11.990. Đó, một số đại lý thì khi mà bán thì seller thì sẽ bán sẽ rẻ hơn, khoảng tầm 11 triệu đến 19.90 là ok. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra ha. Tháo cái nắp pin ra. Cái nắp cục nguồn ra ha. Mình sẽ tháo cái jack này ra trước cái đã. Đứt là đi luôn á. Ok. Thì nó bị cắm vô phần phía sau. Để mình coi tháo cái jack ra. Ok, đơn giản như con thỏ. Rồi. Thì đây là cái cục adapter bên trong của con JBL Boombox 3. Đây ha, khá là nhẹ, không có nặng. Vậy cái nặng của cái chiếc loa Boombox 3 này nó thay đổi đến từ là cái củ loa này nha các bạn. Đến từ củ loa này chứ không phải là đến từ cục adapter này nha. Nhẹ hiều à, nó chắc khoảng tầm 300-400 gram không tới nữa nha các bạn. Đó. Và cái cục nguồn này nó sẽ chạy dòng điện từ là 100 đến 240V. Rồi ok, là điện vào. Còn điện ra của nó sẽ là cho các bạn coi luôn nè. Để xin tháo cái jack ra. Điện ra của nó sẽ là 24V 3.5A. Thì tất nhiên có nghĩa là mọi người có thể sử dụng một cái cục adapter phía ngoài xài được ha. Tính ra là khoảng tầm đâu đó là 48 đâu đó khoảng tầm 72, khoảng tầm đâu đó gần 8 gần cả 100W nha các bạn. Đó, cục nguồn khá là ok ha, rất là bự và khá là nhẹ nhàng, không có gì hết. Và đây cái jack của nó thôi. Đó. Mình đã khui hết ra cho các bạn xem luôn, từ jack pin cho đến jack nguồn rồi đến cái cục nguồn ha. Đó. Rồi, ok. Tiếp tục của chúng ta là cái phần mainboard. Thì cái mainboard thì nó cũng không phải là một cái quái gì mà quá ghê gớm ha. Các bạn hãy xem, zoom kỹ cái mainboard vô cho anh em xem cái mainboard của nó như thế nào. Và đây là cái phần tản nhiệt của nó ha. Đó, rất là gọn gàng. Đó, cho anh em xem. Ok ha, phía sau. Rồi, hết. Anten. Rồi, phía trên để nắp pin, khiển. Hết. Đây là những gì mà con Boombox 3 có nha cả nhà. Tất cả những gì Boombox 3 rất là nhiều chi tiết mình đã khui ra trong video hôm nay. Và sử dụng đúng một cái cây tu vít này là chúng ta có thể tháo ra. Và một tu vít cán dẹp nữa để chúng ta khửi nó ra. Ok. Thì đây là có lẽ là cái clip đầu tiên tại Việt Nam mà mình khui ra. Thì có rất là nhiều bạn nói với mình là cái clip mình làm nhiều khi là hôm nay làm nhưng mà 4-5 ngày sau hoặc tuần sau bên mình up, tại vì edit rồi rất là nhiều cái vấn đề khác nhau nữa. Nên có nhiều bạn comment nói là bên A, bên B, bên C, bên D, bên E là đã làm rồi, cái kiểu mà sao lại hơn. Thì cái đó là bạn cũng thông cảm ha, mình đâu có biết được là thế giới này nó như thế nào. Nhưng mà hôm nay là chia down xong mình sẽ up lên liền luôn. Nên là chắc chắn là con này đầu tiên tại Việt Nam mình khui. Đó, rồi. Thì làm luôn làm những video mà chia down để anh em xem biết được Boombox 3 nó thay đổi về cái gì. Thì rút kết lại là con Boombox 3 này thay đổi lớn nhất của nó là về cái củ loa stretch nè và cái củ loa tàn giải ở trên cái phần này ha. Đây là cái thay đổi lớn nhất. Và cái củ loa subwoofer bự ở giữa là thay đổi, thì nó là cái sự thay đổi lớn nhất. Còn về phía ngoài thì không thay đổi quá nhiều. Cho nên là những anh em nào cần một chiếc loa bass lực di động
đi quẩy bạc ti ngoài trời, âm thanh sắc sảo trong trẻo, thì con Bum Bum Ba sẽ đáp ứng được tất cả mọi thứ đó. Còn về ngoại hình, tùy anh em có thích hay không. Còn về các bạn cân nặng có thích hay không thì mình không rõ. Mình sẽ solo con này với Belit 20, tại vì hai con này nó sẽ xem cùng phân khúc rồi. Mình đón chờ xem cái video so sánh tiếp theo về những cái lo khác nha các bạn. Bye bye.